Đây là từ hôm qua đây này, tôi định phát cho các ông xem rồi. Nhưng mà mẹ này còn thị trường chứng khoán nữa, đau hết đầu, tao làm còn không hết việc. Cởi cái này ra thì cũng được thôi, nhưng mà rồi lại ông cõng lại buộc lại. Về rồi ông này ông ấy, ông cũng không chủ động được, thế rồi này rách con bả nó ra. Thôi được rồi, để cho các ông xem lại, kéo nào ông thì phải xem. Ông cõng hơi ẩu nha. Nói thật, cởi ra sợ tí đâu, ông ấy không buộc vào có cho cơ. Ông cõng chiều trưa nay đi ship ấy. Đến một giai đoạn nào đấy các bạn không ôm được. Đây là cái thủy nó còn tha từ trên kia về ấy. Còn nếu mà bình thường là ông cõng không phải tha ở trên kia. Đâu để đấy, đáng nhẽ phải chuẩn bị trước. Thôi từ từ để tôi ấy đốt cái nhài kép rồi còn lấy cơ, còn lên kia còn đánh tranh cơ. Ồ. Alo. Mày bảo anh. Bạn này còn thị trường chứng khoán này, gọi cho mình. Đấy đang đánh cái nhài kép to đấy. Cái loại hơn 2 triệu đấy. Tí đâu ông cõng phải ấy nhá. Cho các ông quay ra không tí nữa, TikTok tích tiếc là nó thấy mình cầm dao là nó lại ấy ấy. Nhưng mà cái loại này là hôm qua là thằng em nó cắt hết ở cây rồi. Mấy cả cái loại này lặt vặt đi. Chẳng qua là nói chung là giới thiệu cho các ông thôi, chứ còn để cho các ông biết để mở rộng cái thị trường ra. Tuân nó cũng đang bảo là nên bán cái nhài kép mà trồng ấy. Thì cho các ông xem khoảng 15 phút. Xong rồi còn đi kiếm ăn. Nói chung là đi hôm nay đi giao đơn. Các bạn nhá, tôi nói cho các bạn biết là trong 2-3 năm trước, từ 2 năm rồi, tôi đã nói cho các bạn là không bán 10 cây các bạn ơi. Bán 10 cây bây giờ tôi giao giá 15.000 số lượng 100. Từ đầu trăm bây giờ là 10 cây biết bán cho các bạn bao nhiêu. Các bạn là thực ra là kể cả mộc này, kể cả các thứ ấy, toàn các khách kiểu các bạn mua lẻ ấy. Nhưng mà mua lẻ thì cứ vì là thấy rẻ, không bán 10 cành. 10 cành bây giờ tôi đăng 15.000, bây giờ 10 cành 150 tôi không có thời gian thật. Xong rồi các bạn thấy là 150 như tạp thẻ mấy cái tí nọ thế kia. Mẹ tiền bây giờ toàn phải cứt thì gọi lắm thế. Tôi có nghe điện thoại đâu mà cứ gọi cho tôi, chẳng qua tôi giới thiệu cho mọi người mà giá này là giá thật. Nhưng mà bán ít mới cả bán 1-2 cành, mới 5-7 cành, mới 10 cành không bán được. Các bạn nếu mà các bạn mua lẻ tốt nhất là tôi nói thật ra là tính tôi cũng dễ lắm. Nhưng mà vì khối lượng công việc một ngày nó làm không hết việc, cho nên là bán thì ví dụ như thanh lý một vườn, hoặc là một vườn tầm mấy trăm các bạn toàn có nhu cầu mua lẻ, tôi làm sao tôi giải quyết được. Thật, tôi gặp nhiều trường hợp như thế rồi, kể cả mộc cũng vậy. Các bạn mua ở địa phương bạn gì bạn bảo là tôi mua cây to hơn một tí mà 8 triệu rưỡi. Xong rồi cái thứ hai nữa là ví dụ như các bạn xem TikTok ấy, hoặc xem cái gì ấy, có những người ta mua một cái cành chanh ấy, người ta về định người ta cắm chum hay cắm nọ này để trong nhà ấy, mẹ triệu bạc. Còn đôi khi với những người thu nhập thấp thì người ta vẫn cứ chống đối mình. Nhưng mà thực sự ví dụ như là đơn chẳng hạn, một cái vườn 300 cây. Tôi nói thật ra là người ta đi xe máy ở loanh quanh ở đấy nhá, người ta đến người ta gạ tôi, tăng giá lên người ta mua một cây tôi còn không bán ấy. Tức là cây đánh sẵn ra ngoài đường này, khách ngồi chờ để đủ số cây này. Xong rồi người ta ở đấy, người ta lượn nờ, người ta giục tôi hoặc thế nọ thế kia, là bán cho người ta tăng giá lại được 50, thêm 100 được, là người ta mua 250 một cây ở ngay ruộng ấy, đánh cây sẵn rồi, người ta đi xe máy đến. Tôi còn chả bán nữa, là các bạn bảo là tăng cho anh 20 mới 50 xong rồi bán cho anh. Tôi không nói thẳng ra là tôi không chê tiền và tôi cũng rất quý các ông, nhưng các ông thông cảm. Là quy luật cuộc chơi thì bây giờ ví dụ như mình đã bán số lượng rồi thì để cho những người ta lấy số lượng về, người ta còn bán người ta ấy lại. Chứ tôi bán ở đấy người ta lấy ví dụ lấy 50 cây người ta về người ta bán, hoặc 100 cây người ta lấy về người ta bán, xong mình lại xé lẻ mình bán tại ruộng. Mà một lần như thế rồi, một lần bất tín là vạn lần bất tin. Tôi quay như này để cho các anh em nhà vườn hoặc là người ta lấy số lượng. Đây bây giờ để tôi phân tích mẹ ô tô. Tầm này cái nhài kép ấy, cái cành nhài kép như này là giá rất là rẻ. Nếu mà cách đây mà bạn mua những cái bịch mà tầm đầu gối như này này, tầm đầu gối thôi, để tôi lấy cái thước.
Quay cho các bạn khoảng 15 phút thôi. Mẹ lại thước lại đâu rồi. Đấy kiểu ấy này. Thế là không ấy, chuẩn bị đồ nghề mấy các thứ này. Sáng nay nó quay cho các bạn cái loại mộc này, là nói thật ra nó bảo thanh lý, nhưng mà tôi kiểu tôi không có thời gian tôi bán ấy. Chứ còn nhiều người bây giờ mua 5-10 cây như này là giá rẻ rồi đấy. Các bạn ý, ấy là các bạn ấy biết. Kiểu không có thời gian ấy, thế cũng chả có thời gian tưới cây luôn. Xong rồi nhiều bà cô mấy cả ông cậu vào đây thì nhìn chán luôn. Mẹ à, cái đống rác của tôi bây giờ nó cao, nó phải xếp từ đây ra ngoài kia kìa, toàn vỏ cà phê mấy thuốc lá ấy. Thì nhiều người vào đây lại phán xét mình là lười. Cái thế loại kia sáng còn chưa rửa mặt, chưa đánh răng. Nhưng bây giờ rửa mặt đánh răng là toàn một lần thôi, tắm buổi tối. Các bạn hình dung nhá, trước đấy các bạn mua một cái bụi ấy, nó tầm như thế này này. Nó tầm từ đây đến đây này. Tầm hơn 100.000. Xong rồi bây giờ các anh em nhà vườn mà hôm trước tôi ấy ấy, nó thật tầm chưa được ngón tay điếu thuốc chứ mấy. Mà hơn 200.000. Cái vấn đề ấy hiểu được, tại ngày xưa người ta mua một bụi đến tầm đầu gối thế này. 120 rồi. Xong bây giờ mà dốc thoát thân thì nó như thế này. Thế bây giờ mà dốc được như thế này, đấy là nói thẳng ra là nó dốc như thế này là hơn 200.000, một không ấy ấy, tại trồng một năm. Xong rồi dốc nó thoát thân, xong rồi vì dốc thoát thân cho nên là thân nó gãy gập. Thân nó lung tung ấy. Thân nó không được thẳng mịn như này đâu. Bây giờ tôi ấy hết lá này. Bây giờ các bạn trồng cái này, nói thẳng ra là với giống nhài ấy thì cành chiết này cái tỷ lệ có tỷ lệ hao hụt. Nhưng các bạn mua cành chiết 15.000 như này là các bạn tiết kiệm hơn so với ngày xưa người ta mua một cái bịch cách đây 1-2 năm ấy. Lúc ý nhài, giá nhài kép này nó đắt lắm. Nguyên cành chiết như này cũng phải 80.000 rồi. Còn không được như này ấy. Còn một cái loại cành chiết mà 50.000 nó chỉ đến đây thôi này. Đấy, chỉ đến đây này. Thế tôi mới trêu bà tâm tơ, tôi bảo là ngày xưa bà lấy của bà Sơn là 50.000 một cành. Bây giờ trồng một năm thôi bà bán 80 là được. Thế ông khách ông bảo cứ 80.000 là nhặt hết cho ông ý. Thế về sau tối hôm ấy tôi điện cho bà Tâm Tơ bảo tao vừa báo cho khách lấy 40 cây là 200.000. Thế tôi bảo ồ chết rồi, cháu quên mất là cành chiết này cái tỷ lệ hao hụt nó cao. Bà mua 50.000 của năm ngoái nhưng về nó chết khoảng 1/3. Trồng cái cành chiết này nhá, mà rất là cái giống nhài kép này này. Nếu các bạn chiết vào cái thời điểm lạnh ấy thì 2-3 tháng nó không ra rễ. 2-3 tháng nó không ra rễ. Cho nên nếu các bạn muốn nhân giống hoặc là bán cành chiết hoặc các thứ ấy, các bạn phải lựa mùa thì các bạn mới chiết được. Cành chiết này này, cành chiết của nhài kép này, riêng cái giống nhài kép này. Hoa hồng thì nó cũng thế thôi, nhưng mà vì là mới trồng ấy, cho bà con không biết. Bà con cứ tranh thủ bà con chiết. Chiết nhưng mà vào những cái mùa lạnh ấy nó không có rễ. Nó không ra được rễ. 2-3 tháng liền nó không ra rễ. Đây thì người ta ở trên mạng hay các thứ thì anh em chúng nó gọi là cành chiết củ tỏi với cái gì đấy, nó giống củ tỏi ấy. Còn tôi bảo rồi là nếu mà bạn mà ngày xưa mà bạn mua một cái cành nó chiến, à một cái bụi nó chiến đây này, xong bây giờ bạn dốc ra thì trong video trước tôi có nói rồi, hơn 200.000. Cỡ nó cũng chỉ to hơn thế này một tí thôi, hơn 200.000. Nhưng mà cây trồng ở dưới đất là tại vì ngày xưa hiểu được, là ngày xưa người ta mua một cái bịch nhài. Mẹ nó làm sao mà vượt được bằng cây này. Nó bé lắm. Nó còn không được bằng cái cây cúc mốc kia cơ. Nó không bằng cái cây cúc mốc này này. Nó bé sum sum như này này. Bây giờ người ta dốc để thoát thân ấy. Còn nhiều ông chống đối mình mà mẹ tổ sư bọn cây cảnh bây giờ cái gì cũng thoát thân. Thoát thân thì mới bán được nhiều. Còn ông thích thì ông mua cây bụi. À, bụi thì nó sẽ to gấp 3, gấp 4 lần. Giá đôi khi nó còn rẻ hơn cơ. Nhưng mà nếu mà dốc được thoát thân như thế này này thì mới bán được và bán được giá. Mai sau nuôi được cái tán trên này này. Mẹ đến cả công cây công trình, cây bưởi biếc bây giờ cũng dốc hết thoát thân. Còn bụi bây giờ người ta không thích. Còn nói bây giờ chứ cứ chửi bọn tôi làm gì. Bọn tôi theo nhu cầu của thị trường, do thị hiếu mà bọn tôi sản xuất, hiểu chưa? Bây giờ thị trường người ta thích hàng thoát thân, mỗi mình ông thích hàng bụi hoặc là ít người thích hàng bụi hơn. Hiểu chưa? Có nhiều người ta cũng muốn bảo tìm hàng sa ba bụi to mới cả, tức là tìm hàng hoa hồng cổ bụi to ấy. Tôi bảo tiệt chủng rồi, bây giờ nhà nào chả dốc thoát thân. Mới cả cần tìm nhài này, bụi này. Bây giờ đi lặt vặt thì lỡ ngớ thì vớ được anh Phương thì là anh ấy còn vài ba bụi nhài to, tức là nhài bụi ấy, anh ấy không có thời gian dốc. Chứ còn nếu thời gian dốc thì người ta sẽ hướng đến cái việc dốc để thoát thân như này. Còn đôi khi ở trong vườn nhà các bạn có vài ba cây mà chưa kịp dốc thì nó vẫn là hàng bụi. Và đôi khi thì vẫn bán được. Ví dụ như 100 cây mà nó mạ 2-3 cây hàng bụi to là vẫn bán được. Chứ còn một cái cây, nếu mà cây mà 200.000 ấy, nó chỉ to hơn thế này thôi.
Nhưng mà nếu mà các bạn để bụi ra thì nó to gấp chục lần cái cây này. Tại vì ở trong cái bụi nó rất là nhiều thân. Nó có chục thân, hai chục thân, chục thân. Còn đây khi mà dốc đi nó chỉ như này thôi này. Và khi mà cái thân nó to hơn một tí. Mà hàng đất ấy các bạn thấy tôi quay đấy là hơn 200 nghìn. Nhưng mà tại sao một cái cành này 15 nghìn mà cái bụi hơn 200 nghìn? 200 nghìn là tại vì ngày xưa người ta mua một cái bụi bụi mà tầm đầu gối tôi này, chưa đến đầu gối đâu, nó chỉ hơn đầu gối hay là tầm này. Người ta đã mua tầm, đấy là giá số lượng nhá, hơn 100 nghìn. Còn các bạn mua lẻ thì cái bụi mà ở tôi là hơn 100 nghìn thì về các bạn phải mua 300 nghìn. Tại đợt đi nó đắt. Còn tại sao mà cái loại này bây giờ 15 nghìn? Tôi phải nói thật cho các bạn là những cái cành này ấy, năm ngoái là anh em chúng nó cắt tại ruộng là tầm 80 đến 100. Tôi không nói giá lẻ nhá. Còn giá lẻ mà 80-100 thì các bạn chắc là các bạn phải mua tầm 80-100 thì các bạn phải mua tầm 300-250. Đôi khi với những người người ta chạy quảng cáo, nếu người ta chạy bịp thì không nói làm gì. Tức là người ta chạy quảng cáo là nhài kép, nhài ba lá, nhài đầu hổ đây này. Những người ta giao nhài ta thì tôi không biết. Nhưng mà đại ý các bạn ở trên mạng là với những người mua lẻ hoặc những người chơi lẻ ấy, các bạn chưa tiếp cận được cái này. Cho nên có lẽ thằng Vinh Gà nó cũng chưa quay cái nhài kép này luôn. Và cũng có thể nó quay nhưng mà cái số lượng nó chỉ có 1-2 cây. Chứ làm sao mà nhiều như này được. Rồi cả một vườn hàng mấy nghìn. Còn đến như bọn anh em chúng tôi thì sản xuất thì nó nói chung là nếu mà bây giờ mà tôi mà đi gom thì chắc là đầu vạn chứ không phải đầu nghìn đâu. Sáng nay thì thấy cái thằng gì nó bảo nó bình luận như này này, kiểu như kiểu là 240.000 cây mộc, 250.000 cây mộc. Mà tôi bảo trong video là ở đây nó có hàng vạn cây mộc 2 năm tuổi. Nó nhân ra là tầm 25 tỷ ấy. Tôi bảo 25 tỷ đó là cái gì? Người dân mình vất ở ngoài ruộng tầm 100 triệu hay 200 triệu. Nhà nào cũng phải vất tầm 100 triệu. Tôi nói thật. Cho nên ví dụ như người ta có 1.000 cây. Như cái ruộng nhà bà kia 2.500. Mà nhân với giá 250. Còn nếu các bạn mua tất thì các bạn có thể mặc cả xuống dưới 200. Cứ xô xô nó rơi vào khi bà báo là 250. Nhưng mà thực tế tôi có thể mặc cả xuống 200 nếu tôi lấy tất. Thậm chí còn rẻ hơn. 200 mà nhân với cả 2.000 nó rơi vào tầm 400 triệu chứ mấy. Với nông dân mà nói, tiền bạc toàn vứt ở ngoài ruộng thôi. Của cải toàn vứt ngoài ruộng là chính. Các bạn hình dung chưa? Có những người anh em tôi mẹ bảo là có tiền hay không, đéo có tiền. Nhưng mà bảo có cây hay không thì vài tỷ ở ngoài tiền cây ấy. Còn nói sơ qua cái vấn đề này này, tại vì nó đôi khi là nó cả tài sản, cả xe máy, cả ấy các thứ. Nó đi mặc vét, mặc viếc, đi làm văn phòng. Nó cứ làm gì có cái gì, có mỗi cái laptop mới có cái con xe SH. Chứ còn bây giờ như thằng Tuấn Dinh nhá, mỗi con trâu của nó 30 triệu. Ngày nào nó phải rong tầm 20 chú. Là các bạn biết 20 chú của nó cứ phọt phẹt 20 triệu. 20 chú nó 400 triệu. Đây các bạn cứ hình dung mà xem, có những bài như thế nông dân toàn để tài sản mẹ ngoài ruộng thôi. Cho nên khi mà tôi nói là ở đây có phải có vạn mộc nhân với cái giá là 200 ấy, thế nó ngồi nó nhân là 250.000 nhân với 1 vạn là mày có ở đây là có 25 tỷ. Bốc phét. Tôi bảo người dân ở đây toàn vứt 100-200 triệu ngoài ruộng thôi. Ông Tuấn Dinh ấy, Tuấn Dinh nó đi nó ăn mặc quần rách dưới như thế này thôi, nó còn tồi tệ hơn tôi. Mẹ những cái áo mà của thập niên trước cơ. Thì là các bạn cứ hình dung là mẹ con trâu của nó cứ 20 triệu hay 30 triệu. Cứ mỗi ngày nó rong tầm 30 đệ tử nó đi kiếm ăn. Mà các bạn tưởng ít à? Một con trâu ít à? Cho nên nhiều ông văn phòng lương 7-8 triệu cứ bảo là về chăn trâu mới chăn bò. Các ông tưởng chăn bò mà dễ à? Mẹ đây bây giờ buồn cười. Người ta cứ khinh thường nông dân. Còn cái cây mấy các thứ thì đấy, nhiều người anh em vẫn đi những con xe rất là cà tàng. Bảo có tiền hay không? Không có tiền. Nhưng mà ở vườn cây thì tổng tiền cây mấy các thứ mà bán được hết ấy, tầm mấy tỷ là chuyện bình thường. Đây, còn nói chung là giới thiệu sơ qua thì tôi bảo rồi, là nếu mà các bạn mà hoặc anh em nhà vườn chúng nó mới hiểu. Còn đôi khi các bạn không hiểu là đôi khi tôi quay những cái cây hàng đất mà nó chỉ tầm như thế này mà tôi bảo hơn 200 nghìn. Các bạn không tin và các bạn cũng không hiểu. Thì tôi mới bảo là ngày xưa cách đây 1 năm, người ta mua cái hàng bụi bụi như này. Tại vì đợt đi nhài sốt cũng không có cây. Cố à? Mày đi đâu bây giờ? Em đi bằng anh chung với máy bay đây. Vào luôn, vào nhà anh luôn để lấy vòng lên luôn. Vào đi xong vòng này đây. Xong rồi đi nào đi, chả đi ra kia. Mày vào đi. Đấy, nó bảo tôi đi luôn nhưng tôi bảo là thôi nán lại, xong rồi nó vào kia lấy mẫu đơn thì chắc lại được nói thêm. Còn sơ qua như này nhá. Tại sao mà có những cây mà tôi quay dưới đất thì là 200 nghìn với hàng thoát thân này, hơn 200 luôn.
thì tôi những cái giá mà tôi báo, ví dụ như là ngày xưa anh em chúng nó cắt một cành như này là 80. Đấy, nhưng mà cái hàng như thế này bây giờ là 15.000. Nhưng tại sao mà ngày xưa 80 mà bây giờ 15.000? Là ngày xưa thì thực ra là nếu mà bây giờ mà trả anh em chúng nó chỉ 10.000 thôi, nhưng các bạn không trả được. Hoặc các bạn phải tìm nguồn, hoặc các bạn thế nọ thế kia. Còn ngay từ đầu tôi đã bảo rồi, ví dụ như tôi bán được các bạn đà lẽng 15.000, thì tôi bây giờ tôi lại bán cho các bạn ở Bắc Linh, Bắc Liếc về đây với cái giá 10.000 hoặc 12.000. Xong rồi những cái bạn ở Bắc Linh về đây nhá, tôi nói thật bán được cho bạn, các bạn 12.000 hay 10.000 mệt phọt cứt. Bây giờ ở Thanh Hóa mấy cả Nghệ An, người ta chốt đơn xong tôi mang cái này, ông cõng ông lại gửi. Chứ đà lẽng à, quanh đây Vĩnh Phúc mấy Bắc Linh ấy, người ta vì là gần, hoặc Hà Nội, Thường Tín hoặc các thứ linh tinh, người ta đến đấy xong mình lại tiếp người ta mất mè nó tầm 1-2 tiếng, vừa đợi xong rồi 1-2 tiếng người ta đã mua luôn đâu. Lại về hỏi ý kiến vợ chồng con cái rồi hàng xóm láng giềng, tôi định trồng nhài kép thế nào, hôm sau lại anh có nhà không ra xem cảnh chiết thế nào, xem quy cách ra sao. Đến xem xong rồi chụp ảnh xong rồi nói chuyện linh tinh, mất mẹ mấy ấm chiên nước, xong rồi lại đi về, lại cắp đít đi về 3-4 lần hẹn gặp như thế, may ra mua được 100-200 cảnh. Tôi không dám kinh thường đâu. Nhưng cái việc ví dụ như bây giờ tiếp khách tại vườn, khách đến vườn, nói thật ra nó mất thời gian của tôi lắm. Ngày xưa cơ, hoặc ngày xưa hoặc nhiều anh em người ta ví dụ như là ngoài việc chăm cây chăm kiếc thì cần mới tiếp được các bạn. Chứ còn bây giờ nói thật ra là tôi chạy loang quăng như con gì thế này thì không có thời gian. Ví dụ đang ở cách vườn, ví dụ đang ở trên nông nghiệp, vườn ở trên nông nghiệp chẳng hạn, đang quay nịu, các ông nào hẹn tôi là xem nhài kép xem nào, đùng một cái mà không hẹn cơ, đùng một cái bảo tôi đang ở Xuân Quan đây, dẫn tôi ra vườn nhài kép thế nọ thế kia để tôi xem thế nọ thế kia. Này, chạy từ nông nghiệp về cách đấy khoảng tầm 5-7 cây, xong ra vườn nhài kép mất mẹ lửa tiếng, khách cứ dục loạn xì ngậu lên. Thế tôi mới bảo bây giờ hạn chế tôi tiếp khách tại vườn này. Vì mà dẫn các bạn thì nói thật ra là tôi chả ngại cái gì, tôi chả ngại gì, nhưng mỗi tội là nó mất thời gian thật. Ví dụ như tôi cắt đây, các ông bảo là đến để xem thì được. Mẹ bây giờ đang ở trên nông nghiệp hoặc đang ở trên Xuân Quan, bảo là nhà anh thấy anh quay video là thế nọ thế kia, thế em đang ở Thọ Bình đây, anh về mở cổng, thế tôi lại phi từ trên Xuân Quan hoặc phi từ trên Văn Giang về mở cổng cho các bạn vào xem. Cho nên vì thế cho nên tôi hạn chế cái việc ý. Nhưng bây giờ tôi có tiếp khách đâu, cái thủy nó bán là chính, còn mình quay như này để cho nói ra cho thị trường và các bạn biết. Chứ đôi khi cái nhài kép này nhá, là toàn là anh em nhà vườn thì hiện tại bây giờ người ta đang trồng. Và đôi khi thì bây giờ nó bị 2 năm đại dịch ấy, cho nên cái gì cũng xuống. Cái gì cũng xuống, từ nhài kép này, mộc hương này, mẫu đơn này, nói chung tả thập cẩm. Các bạn hình dung cho tất cả các cái dòng cây cảnh, thậm chí cây giống hoặc là các ấy này, bán chậm đi một cái là bà con sốt ruột, là cứ nhà lọ nhà kia là giảm giá. Giảm giá thế nào, nó giảm giá theo cả một cái cộng đồng chung. Cộng đồng của cây cảnh ấy, cái gì cũng giảm giá mà. Tôi chưa biết nhìn thấy cái loại nào mà là tăng giá sau dịch này cả. Ba cái tuyệt phẩm là cái nhài Nhật này. Tôi có, tức là tôi không bảo là ba tuyệt phẩm, nhưng mà đại ý nó là cái tam tuyệt mà tôi nói này. Trồng đến bây giờ thì cứ trồng là các bạn có lãi. Ví dụ như là ba thứ là mộc hương này, mộc hương ta này, cái nhài Nhật này và cái nhài kép này. Còn bây giờ tại sao mà cái loại này ngày xưa 80 hoặc là 100 chẳng hạn, ví dụ cái cành mà ngày xưa anh em chúng nó bán 35.000 nó chỉ như thế này này. Tôi có nói ở một cái video rồi, là tại sao mà cái cành mà nếu mà dài dài được như này ấy, là anh em chúng nó cắt 80 hoặc 100, tùy theo là người anh em nào cắt. Thì là nếu mà ngày xưa nhá, tức là không phải ngày xưa đâu, mới năm ngoái chứ gì, anh em chúng nó sẽ một cái cành dài này sẽ chiết từ ở đây, xong lại khoanh vỏ trên này, khoanh vỏ trên này, xong lại bán lại ấy. Tức là một cái cành này sẽ cắt được tầm đây, đến đây là một ấy này, đến đây khoanh vỏ này, xong đến đây khoanh vỏ này. Đấy, xong khoanh vỏ này, ít nhất một cái cành này sẽ được 3 cành chiết. Mỗi cành ít nhất là bán được 35.000. Đấy, mỗi cành bán được 35. Tức là một cái cành dài này này, các bạn không hiểu à? Một cái cành đây là chiết một này, xong rồi lên đây lại chiết này, lên đây chiết này. Khi các bạn mua là cứ cắt từng khúc cành chiết một. Thì là cái thời điểm mà bà tâm tơ bà nói là bà mua 50.000 nó chỉ được như này này, chứ không được dài như này. Không bán 20.000 thị mỹ thuật. Mẹ, dạo này tôi thấy ông vô công rồi nghề lắm, ông toàn đi phá tôi nào, thế đéo nào nhỉ? Phá phải phá tùy người vào phạm thoại mà phá. Trông ngày xưa thì mình còn được đánh giá là đứng đắn, bây giờ toàn như bọn trẻ ranh như thật. Cũng lại ngồi xe phân phối lớn như gì ấy. Đống phân lớn à? Ngồi xe phân phối lớn. Đau cái đầu, bây giờ toàn đi chống phá mà người có tuổi rồi mà lịch sự.
Đây này, tức là nếu mà ngày xưa nếu mà cành nguyên như này thì các bạn rất tiện. Về các bạn dóc được nó thoát thân đến tít tận đây này, xong đến đây thì các bạn nuôi tán này. Các bạn nuôi tán này, không phá nhưng mà bình thường ông có tuổi rồi, giống như tôi có tuổi vậy. Tôi có tuổi cũng hiểu cái tâm sinh lý của cái người có tuổi. Người có tuổi là hiểu cái người có tuổi. Phải biết thì mới nói, không biết thì mẹ cứ trả nhân công người ta. Cây cây nó bán được 2 triệu rưỡi, cứ trả cây sung của nó 350, đau hết đầu. Hôm qua ấy, sung nó bán 3 triệu rưỡi rồi chơi cây sung kỳ đá ấy. Tôi đánh giá ông không cao đâu thật. Đến bây giờ khi anh em tiếp cận xong ông mồm ông hơi bon, kìm kìm lại cái mồm. Tôi nói thật, người có tuổi là phải khuyên người có tuổi. Thế này, tức là ngày xưa nhá, mà anh em chúng nó bán tầm 35-40 nghìn là ở tôi bán thôi. Còn với những cành dốc thoát thân như này là anh em chúng nó bán 80 nghìn hoặc 100 nghìn để cắt tại ruộng. Còn nếu mà bán lẻ thì các bạn không mua được đâu. Tại vì là cái loại này thì tôi nói như này này, cái việc vấn đề của nhài kép ấy là hầu như là anh em trồng người ta gặp mua thật nhưng có bán đâu. Nhưng ông cứ ngồi ông phá tôi là thì đéo nào được. Tôi đã bảo rồi, nguyên tắc cuộc chơi là tôi nêu ra. Ông kia thì ông ấy bảo là cái gì cũng được mặc cả. Tôi bảo mặc cả đi chỗ khác. Nói mãi không hiểu, để im để tôi tập trung tôi nói cho mà hiểu. Để cho nó, những người anh em khác người ta biết là cái nhài kép nó là cái gì. Cái giống nhài kép này thì các bạn biết nhá, tôi có nói cho các bạn nhiều lần rồi. Nhài kép, nhài ba lá, tức là nó phân ở đây này, nó ba lá này. Đôi khi có những cái thì nó có 2 lá thôi, nhưng mà cái màu lá mấy cái lá, hình thái lá của nó khác cái nhài của các bạn. Các bạn về tìm cái cây nhài đơn, nhài thóc của các bạn ấy, bọn tôi thằng Việt Anh hoặc anh em chúng nó gọi là nhài thóc. Còn cái nhài này là nhài kép, nhài ba lá. Nhài đầu hổ, mấy cái gì ấy, con thằng Thành nó gọi là nhài đầu hổ. Tại cái nụ của nó y như đầu của con hổ ấy. Còn cái nhài đơn thì nó đơn, nó ít cánh hơn, bông nó bé hơn, cái lụ nó bé hơn. Quan trọng là cái lá này, cái phân lá của nó là 3 cành, 3 cái lá ở nó đối xứng từ 3 lá trở lên. Có những lá thì nó đối xứng 2 lá, nhưng mà các cây của các bạn sẽ không có những cái hình thái như này. Các bạn hình dung chưa? Các bạn cứ thử mà xem cây nhài của các bạn có như thế này không. Còn hôm nay đánh cả cái nhài to nữa thì có, nói chung là cái giá mà 15 nghìn này nè. Còn các bạn sẽ thấy cái video trước ấy tôi quay ấy, thì nó chỉ tầm hơn điếu. Mộc cương với nhài Nhật là chết ít hoặc là không chết. Nhưng mà riêng cái loại cành chiết này, các bạn về sẽ có tỷ lệ hao hụt. Tại vì có thể cái giống này nó đỏng đảnh, cái giống nhài kép này nó đỏng đảnh. Còn với vấn đề nhanh lớn thì tôi nghĩ cái dòng nhài kép này nó khá là nhanh lớn. Nó nhanh lớn hơn mộc hương. Chứ còn các cái loại khác thì tôi không biết. Nó nhanh lớn hơn mộc hương. Đây cành chiết đây này. Đấy, định bóc cho mọi người nhưng mà nhìn qua như này thì không phải ấy. Còn thằng cu em nó bảo ấy, nếu mà bọc bằng cái giấy bóng trắng như này này thì là nó chậm ra dễ hơn. Nó bọc bằng giấy bóng đen như này này. Đây này. Nó bọc bằng cái giấy bóng đen như thế này này. Đây này. Nó bọc bằng cái giấy bóng đen như thế này này thì là không kiểm tra được cái rễ nó như thế này. Đấy, phải cởi ra hoặc là phải nắn. Nắn cho sờ sờ như này này có rễ. Đấy, tức là người ta có kinh nghiệm, người ta sờ vào cái này là người ta biết có rễ. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn lại phải cởi ra, hoặc tôi quay video tôi lại phải cởi cái này ra thì cho các bạn nhìn rễ. Còn nếu mà cái cành túi bóng trắng như này thì các bạn nhìn được thấy rễ luôn như này. Nhưng mà nếu mà thằng cu em nó bảo như này này, nếu mà bọc bằng cái túi bóng trắng như này này thì tầm 45 ngày hoặc 50 ngày. Cứ cho 40 ngày thì mới ra rễ. Nhưng mà nếu mà bọc bằng cái này thì chỉ 35 ngày ra rễ. Tức là nếu mà bọc bằng cái túi bóng trắng này này thì nó chậm ra dễ hơn cái túi bóng đen. Đấy, các bạn hiểu hình dung chưa? Tôi hôm trước tôi có bảo sao mày không bọc bằng cái túi bóng trắng này để nhìn được dễ, để kiểm tra được dễ. Nó bảo anh ơi, cái loại bọc bằng cái giấy bóng đen này này 35 ngày ra dễ thì cái loại bọc bằng cái túi bóng trắng này này, tức là bọc bầu ấy, khi chiết ấy thì phải tầm 45 ngày, tức là cái loại này sẽ chậm hơn loại này. Bọc bằng giấy bóng trắng chậm hơn loại này. Đấy, các bạn có kinh nghiệm để nếu các bạn có chiết nhá. Còn rõ ràng là khi mà bọc bằng cái này nhìn được cái rễ như thế này thì đỡ phải tháo và đỡ phải sờ lắn. Còn nếu anh em chúng nó có kinh nghiệm kể ông cõng này, ông ấy sờ như này ông bảo đéo ra rễ, chưa ra rễ. À, các bạn hình dung chưa? Bây giờ tôi có thể tháo được ngay nhưng mà mất thời gian lắm. Còn chiều cao mới quy cách cây thì nó cứ đồng đều như này nhá, chứ còn hôm trước quay những cây cành mà tận 1m4 cơ. Đây. Nó đều đều như này này. Còn nó lại tùy theo từng vườn, tùy theo từng người anh em. Nếu mà với những người anh em tôi đã bảo ngày xưa cái nhài kép này nó sốt này, một cái cành dài này người ta sẽ chiết được tầm 2 cành. Ít nhất đến đây một đấy này, chiết đến đây này, chiết đến đây ở dưới nhá. Xong người ta lại khoanh vỏ người ta chiết đây thì cái ngày xưa 35 40 nghìn nó chỉ đến đây này. Một cái cành 35 40 nghìn chỉ đến đây. Cành dài như này người ta sẽ chiết thành hai khúc.
xong người ta cắt ra thành hai cây, người ta rào. Thì một cái cành nó thoát như này thì không có. Các bạn hình dung chưa? Thoát thì nếu mà tôi vắt ra như này thì các bạn cũng hiểu thôi, nó tùy theo từng ấy đấy, không, nếu mà các bạn yêu cầu nó đồng đều ấy là một cành phải thoát bao nhiêu thì cái thủy nó mới làm việc. Đây nó gần 1 mét, hôm trước còn nó còn cao lên tận 1.4 mét. Đấy gần 1 mét nhá, đây. Đấy còn thoát thân thì nó nói chung đến đây thì nó là tầm 70 phân. 70 phân. Các bạn về các bạn ép vào cái cọc ấy thì mai sau cái này nó cũng sẽ thẳng. Ép vào cái cọc ấy, đây này ép như kiểu này này, có một cái cọc sắt hoặc có một cái thanh ấy ép vào thì đấy nó như thế. Ngày xưa nha mẹ 35-40 nghìn ấy, tùy theo ấy, cái thời điểm đầu tiên nó phải 50 nghìn. Cành nó chỉ đến đây, tùy theo cái giá 30-35 nghìn hoặc. Nhưng mà tại sao mà từ 10 từ 80 nghìn 100 nghìn mà xuống đến tầm 10-15 nghìn? Tại vì tự nhiên bà con đang bán 80 nghìn 100 nghìn, tự nhiên có một nhà nào đấy người ta không trồng được, người ta cắt cành nhài chiết, người ta bán mẹ 10 nghìn. Thế là lại cả làng cùng giảm giá, buồn cười lắm. Đây cành đây. Chứ còn cái loại này các bạn đã tiếp cận được đâu, nhiều người muốn mua lắm nhưng mà kiểu nó lẻ tẻ ấy. Các bạn bảo một đống như thế này nhưng mà cái thủy tôi bảo cái thủy gọi bảo là bảo ông cõng lên đây để chở đi ship. Cái thủy bảo là lãi lời được đéo bao nhiêu mà bây giờ gọi ông cõng một cái thì là ai có cái, tức là tiền đâu ra mà trả ông cõng. Các bạn hình dung chưa, mẹ bán cả 100 cái nhài chiết nhưng mà vẫn còn sót, không dám gọi ông cõng lên ship. Tức là bây giờ ông cõng ông sẽ mang ra xe để ông ấy gửi. Nhưng mà còn cái việc mà cái hàng này kiểu nó các bạn cứ cảm giác là 100 cành nó to. Tôi không phải là vì bán 100 cành với mấy trăm cành này tôi quay cho mọi người đâu. Mà đây là nói chung là tôi cũng giới thiệu cho mọi người cái dòng gọi là dòng nhài kép. Chứ còn cái dòng này các bạn sẽ chưa tiếp cận được. Tí đánh cây to thì cây tiếc thì tôi sẽ nói về cái vấn đề là trồng cái cây tầm 3 năm. Đấy đang bán là hơn 2 triệu. Đang bán hơn 2 triệu, còn nếu tiếp cận với các bạn xong các bạn mua về các bạn bán lại xong rồi các bạn lên chậu thì chắc cái cây nếu lên chậu chắc cũng phải bán 5 triệu. Về địa phương các bạn không có, khổ. Ngày xưa cùng là cái cỡ ý, to hơn cái cỡ ấy một tí. Thằng đầu đất đây, cũng nhà vườn Tuấn Phúc đây, tôi hay trêu nó ấy. Các bạn biết tôi cứ nghĩ là có mấy triệu, nhiều ông hôm ấy cũng xem live stream đây. Nó bảo mày tưởng rẻ à, ngày xưa tao mua 3 mấy triệu đấy. Một cái cây nó làm sao được bằng cổ tay, nó chỉ bằng nửa cổ tay thôi. Nó thoát thân xong thế nọ thế kia. Nhưng mà bây giờ bà con tự sản xuất được, ngày xưa khai thác trong dân ấy. Trong dân thì tôi nói rồi, kể cả cây nhài Nhật này. Nếu mà như anh em chúng tôi trồng 2 năm, 3 năm, 4 năm là được như này. Nhưng bà con nông dân mà trồng, tức là bà con tức là nhà dân này này. Người ta trồng một cây này xong rồi người ta cứ pha ấm nước, người ta đổ vào gốc. Cây mẹ nó cỗi, nó phải tầm chục năm, 20 năm. Không lớn được. Mấy cả cây ở trên chậu thì nó chậm lớn hơn mà nó không lớn được. Còn như bọn tôi thì cây ở trên chậu nó vẫn lớn được. Tại vì là mẹ trồng cây ở trên chậu để kiếm ăn. Kiếm ăn này thì không lớn được hoặc tán nó không phát triển lên thì nói làm gì. Ngày xưa kiểu cái giống này bà con chưa trồng được, anh em chưa trồng được, ở ngoài ruộng mới chưa trồng được ấy. Toàn đi khai thác trong dân, thế là tôi mới bảo là cái loại này có mấy triệu, tôi nghĩ trong đầu là mấy triệu và các ông xem live cũng nghĩ là mấy triệu ấy. Thằng Tuấn nó bảo là thằng đầu đất nó bảo là cây này mày tưởng rẻ à? Mẹ ngày xưa tao mua 3 mấy triệu, mấy 2 mấy triệu. Còn nếu mà trồng từ cái loại này lên cái loại 2 mấy 3 mấy triệu ấy thì chắc là tầm, nếu các bạn không biết chăm thì tầm 5 năm đến 7 năm. Còn như anh em chúng tôi nếu mà ấy thì nó tầm 3-4 năm. Hiểu chưa? 4 năm. Nhưng mà phải biết cách trồng, phải có kỹ thuật, các thứ thôi. Chứ còn nói vào một cây ý là tuổi thọ bao nhiêu thì nó khó đây. Kể cả cái cành này, cái cành bé này. Thân nó như thế này thì nó tùy. Có loại như thế này nó tầm điếu thuốc rồi. Nhưng mà dưới điếu thuốc một tí. Mẹ bây giờ 10 mấy nghìn các bạn mua ở đâu? Thật. Mộc hương hoặc là các thứ. Còn cái loại này ở dưới đất nhá. Các bạn cứ phải xác định là 200 nghìn, hơn 200 nghìn. Còn nếu các dưới đất, tức là người ta dốc ra từ cái bụi. Còn nếu mà trồng ngành nhà, trồng cành chiết như này là quá rẻ rồi, rẻ nhất có thể rồi. Nói sơ qua về cái thị trường tí tôi lên tôi nói cho à. Là cái cây mà đang đánh kia thì tí nữa ông này ông ấy lười lắm đây. Còn nhài đầu hổ mấy cả nhài kép này. Đấy gãy bà nó luôn rồi. Ngày xưa hiếm lắm. Cho nên là anh em chúng nó cùng cái cỡ mà. Để tí nữa ông ấy còn nhặt vào chứ. Mẹ hổ đốn này. Cái loại này bán từ 100 cành nhưng mà chắc là cái thủy nó cũng không nhận nữa đâu. Chẳng qua giới thiệu cho mọi người như thế đâu thôi. Mấy cả tí nó còn hàng cây to, mấy cả hàng các hoa hàng mà bây giờ anh em chúng nó trồng ra ấy. Nếu các bạn mà không tiếp cận mà nó ấy thì các bạn cũng hiểu được. Nếu mà một cái cây mà ở dưới đất như thế này hơn 200 nghìn là các bạn cũng hiểu cho tôi.
mà tôi sẽ ở những cái video ấy tôi sẽ nói rõ là vì ngày xưa mua cái cây cây nó hơn 100.000 hàng bịch, xong bây giờ dốc thoát thân, còn cái việc tự nhiên hơn 80 mới hơn 100.000 mà bây giờ bán có 10-15.000 là đấy, vì trường hợp như thế đôi khi là chiết nhiều xong rồi không có ruộng để trồng, thế là thôi thì cắt cành chiết được đồng nào thì hay đồng ý thôi nhá. Đấy, cái nhài gọi là đối xứng từ 3 lá đây, các bạn nhìn này, đây 4 lá này này. Các bạn ở nhà có cây nhài các bạn so sánh mà xem, đây 4 lá này. Chứ tôi không nói dối với mọi người đâu. Cái nhài của mọi người nhài đơn ấy, gọi là nhài thóc ấy, thì các bạn chỉ đối xứng được 2 lá thôi, chứ không thể đối xứng 4 lá như thế này được. Đây. Hiểu chưa? Có cây nhài hoặc ra nhà hàng xóm cũng là nhài. Nhưng mà nhài này nó là nhài kép, nhài đối xứng 4 lá. Đấy, đây 4 lá này. Nhài của các bạn màu nó cũng không như này, màu lá nó không như này, hình thái lá nó không như thế này, lá của các bạn sẽ bạc bạc, nó không có cái màu xanh thẫm như này đâu. Đấy, và đối xứng thì của các bạn, đối xứng của các bạn chỉ đối xứng 2 lá như này, đây này, chứ nó không đối xứng 3 lá như này. Đây các cây đấy này, các bạn nhìn thấy chưa, các bạn có cây nhài các bạn ra các bạn xem là biết tôi nói đúng hay nói sai. Các bạn về xem cái lá của các bạn, nhất là đối xứng, nhất là đây này của các bạn, nó sẽ đối xứng hai bên, mỗi bên chỉ có một lá, các bạn hình dung chưa? Cái nhài của các bạn ấy, mấy cái thứ hai cái màu lá nó cũng khác. Xong rồi chưa nói đến cái vấn đề lụ mấy bông, tí nữa tôi ra tôi cho mọi người xem. Cái bông của mọi người nó còn ít bông, à ít cánh hơn như này, ít cánh hơn này. Còn cái độ thơm thì tôi đánh giá là hai loại có thể nó ngang nhau. Đấy, nó ngang nhau. Như anh em chúng nó hôm qua cứ bảo là cái dòng bưởi gai là thơm thơm hơn ấy, tôi bảo có thật thơm hơn không? Ông Phương ông bảo là mẹ mày bây giờ mày đánh giá như thế khác gì là cái loại này, tức là món ăn này ngon hơn món ăn kia, nó tùy theo từng người, người thì đánh giá thế loại thế kia. Còn tôi nói chung là khách quan mà nói thì tôi bảo là tôi hai loại nhài nó thơm như nhau. Đây còn bông hình thái hoa của nó này, hình thái nụ của nó đấy. Là mẹ con này có vấn đề nhiều ông hỏi là hoa quanh năm hay thế loại thế kia, thì cái loại này tôi thấy là hình như nó hoa quanh năm. Còn cái nhài mình ấy hình như là nó ấy nhất là mùa hè, nhiều hoa nhất là mùa hè. Cũng có thể hình như là nó cũng nở quanh năm đúng không? Nhài ấy. Nhưng mà cái mùa hè là nó nhiều hoa nhất. Thôi được rồi. Đợi con dở hơi nó về thế là lại đi ấy đây. Cao phết đấy, nếu mà bình thường như này là cả một cái này ấy. Đấy, các ông hiểu làm sao được cái nhài kép. Tôi không nói thì hiểu làm sao được. Đây cái này này là mét mốt này này. Đấy, mét mốt. Cái ngày xưa chiết những cái cành nó bé lắm, chiết những cái cành nó đây nó cũng chả thoát thân được như này. Về bây giờ như cái này xả xuống là các bạn sẽ có những cái cành nó thoát thân tít lần tìm này. Đây là cành bé nhất. Đây còn những cái cành nó dài này. Còn có những loại mà nó ở dưới đất nó chỉ nhỉnh hơn thế này một tí thôi. Nhưng mà tôi vẫn bảo là hơn 200 mấy thế loại kia ấy. Là các bạn cũng hiểu cho. Là ngày xưa mua những cái bịch nhài nó đã vào 120 rồi, trồng cả một năm. Xong bây giờ tìm cái thân to nhất để dốc, thì cái cây hơn 200 nó chỉ nhỉnh hơn cái loại này một tí thôi. Đấy. Yeah.